Phật dạy, này thiện hiện, như ông đã hỏi, nếu Đại Bồ Tát vì sự tận của pháp môn giải thoát không mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự tận của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự ly của pháp môn giải thoát không mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự ly của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự diệt của pháp môn giải thoát không mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô sanh của pháp môn giải thoát không mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô sanh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì sự vô diệt của pháp môn giải thoát không mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì sự vô diệt của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì bản lai tịch tịnh của pháp môn giải thoát không mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì bản lai tịch tịnh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Nếu Đại Bồ Tát vì tự tánh niết bàn của pháp môn giải thoát không mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Vì tự tánh niết bàn của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện mà học, là học trí nhất thiết trí chăng? Thì này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như của pháp môn giải thoát không có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao, chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện có tận diệt đoạn chăng? Thiện hiện đáp, bạch Thế Tôn, không. Bạch Thiện Thệ, không. Phật dạy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí. Này thiện hiện, nên biết chân như không tận, không diệt, không đoạn, chẳng thể tác chứng. Nếu Đại Bồ Tát đối với chân như học như thế, là học trí nhất thiết trí.